Thưa quý vị và bà con, Bạc Liêu là một trong những tỉnh có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long với tổng diện tích hơn 126.000 ha. Do diện tích nuôi tôm khá lớn nên nhu cầu con giống và thuốc thú y thủy sản phục vụ cho sản xuất mỗi năm rất nhiều. Nắm được nhu cầu này, thời gian qua, các cơ sở sản xuất tôm giống, thuốc thú y thủy sản trong tỉnh đã phát triển ồ ạt, vượt tầm kiểm soát của cơ quan chức năng. Vấn đề quản lý chặt chẽ hơn việc sản xuất kinh doanh giống và thuốc thú y thủy sản đang là yêu cầu cần thiết và là nhiệm vụ cấp bách của cơ quan chuyên môn trong thời điểm hiện nay. Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hồng Dân, trong năm 2017 vừa qua, tình hình nuôi tôm của nông dân trong huyện không thuận lợi, đặc biệt là thời tiết và nguồn nước không đảm bảo cho tôm nuôi phát triển bình thường. Nhiều hộ đã thất thu trong vụ nuôi tôm bởi tôm nuôi chậm lớn. Đây cũng là mối quan tâm chính của người nuôi tôm hiện nay. Tôm nuôi chậm lớn đã dẫn đến là chi phí cho vụ nuôi tăng cao, nhất là con giống và thuốc thú y thủy sản. Có thể nói, con giống và chất lượng thuốc thú y thủy sản luôn là mối quan tâm của bà con và ngành chuyên môn. Hồng Dân có hơn 24.000 ha để nuôi tôm sú. Đến thời điểm này là cao điểm của thả giống. Thì đặc biệt là trong những ngày gần đây, ngày 17, 18, 19, thì tỉnh cho điều tiết nước mạnh. Thì trên cơ bản địa bàn huyện Hồng Dân có độ mặn từ 3-4 phần ngàn cho đến 15 phần ngàn. Đây là thời điểm cao điểm của thả tôm. Thì bên cạnh đó thì vấn đề quản lý giống về chất lượng giống tôm đầu vào thì là vấn đề đặt ra. Thì trong thời gian gần qua thì huyện đã kết hợp với tỉnh tổ chức một cái đợt để kiểm tra các cơ sở kinh doanh tôm giống và thuốc thú y thủy sản trên địa bàn huyện nhằm tạo điều kiện thắt chặt cái chất lượng giống đầu vào để đảm bảo cho một mùa vụ thắng lợi. Song song bên cạnh đó thì hiện nay thì chúng tôi cũng tổ chức một cái đợt tập huấn về nuôi tôm chính vụ 21 lớp cho cái vùng chuyển đổi. Thì trong các lớp tập huấn này thì chúng tôi cũng phổ biến về những kỹ thuật cơ bản về nuôi tôm sú, cũng như là tuyên truyền vận động người dân tuân thủ quy trình kỹ thuật của cơ quan chức năng đề ra, cũng như là vận động bà con nông dân tranh thủ bơm nước mặn vào để thực hiện cái tôm chính vụ. Xuất phát từ nhu cầu về nguồn giống tốt của nông dân, nhiều cơ sở sản xuất và ươm nuôi tôm giống trên địa bàn tỉnh đã đầu tư mở rộng trang trại, áp dụng những quy trình kỹ thuật mới vào sản xuất nhằm cung ứng nguồn tôm giống tốt cho người nuôi. Nhiều cơ sở đã áp dụng giải pháp ươm dèo tôm giống trong ao đất với mục đích là thuần hóa tôm giống để thích nghi với môi trường tự nhiên của khu vực nuôi. Tuy nhiên, cũng có không ít cơ sở chỉ thực hiện vai trò trung gian giao hàng cho đại lý và hộ nuôi, chưa quan tâm đến chất lượng con giống. Lĩnh vực thuốc thú y thủy sản từ nhiều năm nay luôn là một lĩnh vực khá phức tạp, khó quản lý đối với cơ quan chuyên môn. Báo cáo của Chi cục Thủy sản Bạc Liêu cho biết, năm 2017, đơn vị này đã tổ chức 4 đợt thanh tra kiểm tra 104 cơ sở kinh doanh giống thủy sản. Kết quả phát hiện 78 cơ sở vi phạm bởi các hành vi là không công bố tiêu chuẩn chất lượng, kinh doanh giống không rõ nguồn gốc, không lưu trữ hồ sơ, xuất bán giống chưa đạt kích cỡ. Về lĩnh vực thức ăn, thuốc, chế phẩm sinh học, qua kiểm tra 86 cơ sở, phát hiện 72 cơ sở vi phạm với các hành vi phạm về nhãn hàng hóa, sản phẩm không có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam, chất lượng sản phẩm và không có giấy chứng nhận đủ điều kiện. Để phục vụ tốt cho vụ mùa sản xuất năm 2018, Chi cục Thủy sản Bạc Liêu xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành thủy sản với các nội dung sau. Tổ chức triển khai các đợt thanh tra kiểm tra định kỳ, đột xuất về việc chấp hành các quy định của pháp luật sản xuất kinh doanh giống thức ăn thủy sản, thức ăn bổ sung, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ sở nuôi trồng thủy sản, hoạt động nuôi trồng thủy sản. Chấn chỉnh ngăn chặn những hành vi tiêu cực và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm hành chính trong sản xuất kinh doanh giống thức ăn thủy sản, thức ăn bổ sung, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. Tiến hành tổ chức thanh tra kiểm tra tập trung vào các nội dung chính như điều kiện đối với cơ sở sản xuất kinh doanh giống thủy sản, hồ sơ lưu trữ ghi chép trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chất lượng giống thủy sản theo công bố tiêu chuẩn của cơ sở, điều kiện sản xuất kinh doanh thức ăn thủy sản, thức ăn bổ sung, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản, danh mục hàng hóa, thông tin quảng cáo ghi nhãn hàng hóa, thu mẫu kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản đảm bảo theo quy định. Chi cục thủy sản đã chỉ đạo phòng thanh tra thành lập cái đoàn thanh tra liên ngành, đoàn thanh tra đột xuất để kiểm tra các cơ sở kinh doanh giống và một số cơ sở kinh doanh thức ăn bổ sung sử dụng trong nuôi trồng thủy sản, nhằm hỗ trợ cho bà con trong cái vụ tôm.
Thì qua quá trình kiểm tra thì một số cơ sở kinh doanh giống, thì nói chung hiện nay thì đã nhắc nhở nhiều cơ sở kinh doanh con giống thì phải có nguồn gốc rõ ràng, có hồ sơ lưu trữ và phải có công bố tiêu chuẩn cơ sở theo quy định. Thì nói chung là các cơ sở hiện nay cũng chấp hành tương đối tốt, còn những cơ sở mà chưa có thì chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý theo quy định. Còn đối với các cơ sở mà kinh doanh cái thức ăn với thức ăn bổ sung sử dụng trong nuôi trồng thủy sản thì chúng tôi kiểm tra chất lượng, sau đó lấy một số mẫu kiểm tra cái danh mục được phép lưu hành. Thì cái kết quả kiểm tra thì chờ sau khi mà các cơ sở mình mời lên mình xử lý hết thì sẽ có kết quả chi tiết cụ thể. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có không ít cơ sở sản xuất tôm giống với quy mô lớn và uy tín, sản xuất mỗi năm hàng chục tỷ tôm boss cho thị trường. Tất nhiên các cơ sở sản xuất tôm giống có uy tín luôn tuân thủ các yêu cầu về kỹ thuật cũng như chất lượng con giống. Tất cả các khâu từ tôm bố mẹ mới nhập về đến các giai đoạn ương nuôi tôm boss luôn đảm bảo theo một quy trình khép kín và cách ly an toàn. Tuy nhiên bên cạnh các cơ sở kinh doanh giống thủy sản thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định của nhà nước, sản xuất con giống chất lượng tốt, có không ít cơ sở sản xuất kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn chưa quan tâm đến chất lượng, chưa trang bị đầy đủ về cơ sở vật chất, kỹ thuật hoặc có trang bị nhưng chưa đồng bộ. Từ đó hiệu quả sản xuất chưa cao, chưa đáp ứng đủ nhu cầu về chủng loại, số lượng và ổn định về chất lượng. Toàn tỉnh hiện có khoảng 300 cơ sở sản xuất giống, kinh doanh giống thủy sản được đăng ký với cơ quan quản lý. Song do các cơ sở sản xuất kinh doanh giống phân tán nằm rải rác trên địa bàn tỉnh và con giống nhập tỉnh qua nhiều phương tiện vận chuyển, nên công tác kiểm tra gặp khó khăn. Hiện nay thì cái chất lượng mà sản phẩm, kể cả thức ăn, sản phẩm xử lý trong môi trường và kể cả tôm giống mà đến tay cho người tiêu dùng, người sử dụng thì hiện nay cũng cải thiện một bước thôi, nhưng mà vẫn còn ở mức là theo chúng tôi đánh giá là cũng còn kém. Trong đó thì đặc biệt là các cái sản phẩm phục vụ cho nuôi trực tiếp gồm có như là cái chế phẩm sinh học mà hay gọi là vi sinh. Cái thứ hai là các cái thức ăn bổ sung thì hiện nay thì chất lượng còn ở mức rất là thấp. Trong đó thì năm 2017 chúng tôi lấy 42 mẫu, thì trong đó đã cái tỷ lệ mà mẫu không đạt đã chiếm là 16 mẫu. Như vậy thì cái tỷ lệ mà không đạt theo cái chất lượng là 32%. Như vậy thì với cái tỷ lệ phần trăm này là tương đối lớn. Cái thứ hai nữa, cái tồn tại thứ hai nữa đó thì mặc dù mình nói là chuyển biến nhận thức là có, tuy nhiên thì đối với những cơ sở mà nhỏ lẻ, rồi những cái cơ sở ở cái vùng sâu, vùng xa của tỉnh, đặc biệt là phía Bắc của tỉnh Bạc Liêu mình, thì hiện nay thì nhận thức người ta cũng còn kém. Nhiều hộ nông dân hiện nay, nhiều hộ kinh doanh rồi cũng chưa nắm được các cái quy định của pháp luật. Thành ra thì công tác tuyên truyền mình cũng phải chú ý vấn đề này. Tại Điều 4 Thông tư số 26/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định điều kiện đối với cơ sở sinh sản giống thủy sản phải đáp ứng đầy đủ các quy định sau: có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư về giống thủy sản, hoặc quyết định quy định chức năng nhiệm vụ về nghiên cứu sản xuất giống thủy sản áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Địa điểm xây dựng phải theo quy hoạch của địa phương hoặc có văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Có ít nhất một nhân viên kỹ thuật có trình độ từ trung cấp nuôi trồng thủy sản trở lên hoặc có giấy chứng nhận, chứng chỉ được đào tạo về nuôi trồng thủy sản do cơ quan có chức năng cấp. Có nơi cách ly theo dõi sức khỏe giống thủy sản mới nhập về. Cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật phù hợp với từng loài thủy sản và từng phẩm cấp giống đáp ứng theo quy chuẩn Việt Nam, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thủy sản. Có bảng hiệu, địa chỉ rõ ràng. Phải công bố tiêu chuẩn chất lượng giống thủy sản và đảm bảo chất lượng giống thủy sản đã công bố. Thực hiện ghi nhãn giống thủy sản khi lưu thông theo quy định. Thực hiện ghi chép hồ sơ theo dõi quá trình sản xuất kinh doanh giống thủy sản và lưu giữ hồ sơ tối thiểu là 3 năm. Đối với cơ sở sản xuất giống thủy sản đã đăng ký áp dụng quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Gáp, Global Gáp hoặc các tiêu chuẩn tương đương trở lên, thực hiện lập hồ sơ quản lý quá trình sản xuất giống theo tiêu chí quy định của quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt và hướng dẫn của tổ chức có thẩm quyền đánh giá chứng nhận. Hàng năm, Chi cục Thủy sản kết hợp Chi cục Chăn nuôi Thú y triển khai tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật đến các cơ sở sản xuất kinh doanh giống trên địa bàn tỉnh về quy định về công tác quản lý giống theo thông tư số 26/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thực hiện kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất kinh doanh giống theo quy định tại thông tư số 45/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thông qua công tác kiểm tra, phân loại cơ sở sản xuất kinh doanh giống, nhắc nhở, tuyên truyền các cơ sở phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng và chú trọng đến việc sản xuất con giống,
đảm bảo chất lượng phục vụ cho người nuôi. Trong thời gian sắp tới đó thì chúng tôi cũng tập trung khắc phục được những cái tồn tại trong năm 2017. Thì trong đó thì tập trung công tác thanh tra kiểm tra trên từng lĩnh vực mà có những cái vấn đề trọng tâm. Ví dụ như trong cái lĩnh vực sản xuất kinh doanh giống đó, thì chúng tôi cũng năm 2018 này tập trung mấy vấn đề như thế này. Một là đối với cái việc mà công bố tiêu chuẩn áp dụng, đối với quy định của Bộ Nông nghiệp đó, thì các cái cơ sở mà sản xuất kinh doanh giống đều phải công bố tiêu chuẩn. Tất nhiên thì tiêu chuẩn này nó phải cao hoặc bằng hơn tiêu chuẩn của nhà nước quy định. Cái thứ hai nữa đó thì chấm dứt mà tập trung kinh doanh thanh kiểm tra cái việc mà kinh doanh giống mà không rõ nguồn gốc. Thì hiện nay thì cái mảng này cũng còn liên quan đến cục thú y. Thì tuy nhiên trong lĩnh vực chúng tôi được giao đó thì chúng tôi cũng phải làm cái này cho nó tốt hơn. Cái thứ ba nữa đó là về vấn đề lưu trữ hồ sơ, ghi chép. Thời gian qua thì cũng còn rất là nhiều cơ sở hiện nay thì thực hiện cái việc này còn kém. Hồ sơ lưu trữ từ lúc bắt đầu nhập tôm mẹ về đến lúc mà xuất bán luôn thì toàn bộ cái này đã được quy định hết rồi. Thì chúng ta phải tập trung làm cho nó tốt. Cái thứ tư nữa đó thì tập trung thanh kiểm tra cái việc chất lượng tôm giống mà khi xuất ra khỏi cái cơ sở, làm sao mà đảm bảo đúng các tiêu chuẩn nhà nước quy định để nâng cao cái hiệu quả sản xuất cho người nông dân. Trong đó thì gồm có kích thước giống rồi các loại bệnh nhân dân theo quy định. Và cái cuối cùng trong sản xuất giống đó thì phải làm cho chuyển biến cái việc mà sử dụng những cái loại thuốc dành cho người, rồi những cái thuốc thú y thủy sản mà hiện nay nó không còn trong danh mục cho phép lưu hành mà trong cái sản xuất tôm giống. Thì hiện nay thì cái vấn đề này cũng tương đối là nổi cộm. Đó là những cái vấn đề lưu ý trong cái sản xuất giống, thanh kiểm tra lĩnh vực giống. Đối với các cái lĩnh vực mà về thức ăn rồi chất xử lý cải tạo môi trường đó thì tập trung vào bốn lĩnh vực như thế này. Một là kiểm tra việc mà giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thủy sản. Thì đối với tất cả các cơ sở hiện nay thì cái việc mà để xin được cái giấy này rất là đơn giản. Đó. Thành ra thì những cái cơ sở sau khi tuyên truyền thì chúng tôi cũng rất mong là quan tâm để mình được cơ quan chuyên môn người ta hướng dẫn thực hiện đúng theo cái quy định để được cấp cái giấy phép này, cái giấy chứng nhận này. Cái thứ hai nữa đó là cái việc mà ghi chép nhãn mác, làm sao mà cái việc vi phạm này nó phải giảm thấp nhất, quảng cáo quá sự thật. Thứ hai nữa là nhãn mác ghi không đúng quy định. Đấy. Cái thứ ba nữa đó thì làm sao mà cái việc mà các cơ sở kinh doanh này đó, thì hạn chế thấp nhất cái việc mà kinh doanh sản xuất những cái sản phẩm mà không có trong danh mục lưu hành. Tức là hiện nay thì chưa cho phép thì không được lưu hành, không được bán đến cái người tiêu dùng, những người nuôi tôm. Và cái thứ tư nữa là tập trung làm chuyển biến về cái chất lượng của tôm giống. Hay là những cái mà từng cái vấn đề như vậy đó thì nó có nhiều cái chuyên đề nhỏ nhỏ thì chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện trong năm 2018. Hiện tại tỉnh Bạc Liêu đã quy hoạch hai khu sản xuất giống tập trung, hướng đến xây dựng khu trung tâm sản xuất giống thủy sản, phục vụ cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trước mắt, Chi cục Thủy sản Bạc Liêu tăng cường phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Chăn nuôi Thú y, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các huyện, thành phố, tăng cường công tác quản lý chất lượng con giống, để người nuôi được lựa chọn con giống sạch bệnh, thả nuôi, hạn chế rủi ro dịch bệnh. Thưa quý vị và bà con, chuyên mục khuyến nông kỳ này xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!